Đây này, nó chưa này. Đấy, còn 7.200 này. Ui, 6.800 này. Thốn thế. Ui. Ui, vết răng nanh luôn ạ. Khốn nạn rẻ rách này. Con này nó cắn như kiểu con... Ui, ui. Con Anosaurus ấy. Cái hiệu ứng vết thương sâu. Ok, hello anh em. Thì bắt đầu clip nhé các bạn. Đây, chúng ta sẽ qua khu vực băng để tem Gigan luôn. Đó, hôm nay hiện tại là tôi vừa mới đi làm về xong các bạn ạ. Đó, vừa mới đi làm về phát là phải vào game ngay. Bởi vì là sáng hôm nay tôi mới vào game, tôi phát hiện ra con Gigan ở núi băng ấy. Đâu, tôi chế một ít đầy mũi tên độc đã. Vất cái này đi cho đỡ lặng đó. Tên độc 2-3 mũi này, đó. Con này nó level 60 các bạn ạ. Đi qua băng phát tôi về cái tôi chế 10 cổng đá ngồi qua đấy bắt luôn nhưng các bạn. Con này nó trâu lắm. 40 mấy ca đồ bồ cơ. Nên là phải mang nhiều cổng đá vào. Chưa có cổng sắt là phải làm cổng đá rồi. Cổng đá nó sẽ cắn được nha các bạn. Cổng đá là nếu mà các bạn kiểu như là để nó ô con T-Rex này. Kiểu để nó cắn lâu quá ấy. 60 level. Y thế. Nó mà cắn lâu quá là nó sẽ hỏng cái cổng đá. Đó, trước tôi bị một lần rồi các bạn ạ. Tôi bắn nó một phát thế là nó ngủ. Thế là nó ở đâu nó cắn cái cổng ấy, thế là tôi ra tôi đi ngủ. Xong ngủ dậy phát nó cắn chết tôi luôn. Ngủ đúng 4 tiếng nó cắn hỏng cổng đá nó ra nó cắn chết tôi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ ở đây, ngay thẳng cái cổng ở đâu, ngay thẳng cái cửa hang Yeti luôn. Nó ở ngay ngoài đấy mà, tôi đi định đi hang ấy thì gặp nó ngay ngoài đấy luôn. Level 60. Đó, tí ra đây nó còn càn quét mấy con thú nó cứ khốn nạn lắm. Hiện tại là vừa lấy mình đi lấy polymer ấy, thì đi qua cổng hang định vào hang để đấy mà gặp nó luôn. Định đi tìm con nào level hơn 100 cơ. Nhưng mà thôi, đây là 10 cổng đá này. Đây 10 cái vứt cất ra ngoài nha các bạn. Con đi con đại bàng nó không đánh. Nhưng mà tại hôm nay tôi không mang cái không mang cái bẫy ấy, không mang cái bẫy cháp ấy. Nó đi vào nó sẽ giữ chân nó một lúc ấy, nhưng mà không mang nha các bạn. Đành phải lấy con chim này đi thôi. Chứ mà có tôi đã lấy con Petalodon tôi bay cho nó nhanh. Đỡ mất thời gian chứ bay con chim thì chậm lắm. Lại T-Rex này. Level 10. Thế thế. T-Rex ở cái khu này nó yếu lắm. Đây này, nó ở ngay trên đây này. Đâu rồi? À đây này, đây. Đó. Bây giờ phải để cho nó đứng im lại một chỗ cơ. Level 60 à. Các bạn đi vào giữa hai chân của nó nhé. Má. Ủa nó gì chuyện này. Căng thế nhỉ. Kiểu nó đứng im cơ. Đứng im thì còn bắt được nó. Nhưng mà nó di chuyển này khó lắm. Tí nó xuống kia nó đánh mấy con sói mấy con vớ vẩn nữa cơ. Nhục lắm. Phải đợi nó đánh xong. Đánh nhầm nó văn thui toàn đấy. Khó đặt bẫy lắm. Khốn nạn này. Chỗ này nó ấy quá nhỉ. Chỗ này không đặt được bẫy đâu. Chỗ toàn mấy cái cục đá này không đặt được. Đây này nó ra nó cắn này. Ankino 2 cắn chết ạ. Má thốn. Nếu mà timing nó xong mà kiểu như là cái lực đam ấy. Ui cái gì đấy. Ui. Nó mà cắn chúng tôi hơi toàn đấy. Con này timing xong mà kiểu như là HP mới cả cái lực đam của nó còn nguyên ấy thì nó phê đấy. Nó cắn một phát thì ối rồi. Sướng. Nó cắn một phát rồi tính ra không phải 5-600. Đâu nó cắn 1.000 nó phát đấy chứ. Nhưng mà 60 cắn phải 1.000 nó phát đấy. Úi dồi ôi thề. Nó cắn chết hết mấy con sói này. Anh lên nào em ơi. Đứng đây một chỗ cho anh đặt bẫy bắt nào. Nó cứ chạy nông dông này. Khó đứng lại lắm. Nó phải giết hết mấy con thú xung quanh nó cứ. Căng đấy, lâu đấy. Nó mà đứng trong cái hẻm này nó khó bắt lắm. Toàn mấy cái viên đá kia. Nó đứng trong mấy cục đá kia khó đặt bẫy lắm. Cứ quay vòng vòng này. Đánh sói đi. Ui dồi. Đừng để nó cắn trúng nha các bạn. Các bạn mà để con này nó cắn trúng là thôi đấy. Nó sẽ chuyển mục tiêu qua con đại bàng luôn. Đi đâu lũng cắn. Đó. Xong rồi. Ui còn con gì kia. Con này con gì đây. Để tôi gắp cái con này đi luôn nhé. Ui Pruvia. Thôi. Con này nó dùng skill là mình tuột khỏi con thú là ăn cám luôn đấy.
tôi khỏi con thú bây giờ là không chạy được đâu. Tôi đúng là chạy lên giời luôn ấy. Rồi, đứng lại em ơi. Ôi, nó cứ di chuyển này. Đặt bẫy luôn, đặt bẫy luôn. Tôi đặt. Đéo được, nó di chuyển nhanh thế. Con này đi nhanh lắm ấy chứ. Rồi. Một cộng này. Cái này đứng. Đặt nhanh nhé các bạn ơi. 8 này. Này này. Xong rồi. Đó. Đặt nó vắt liên thành luôn. Còn đúng 3 cộng. Đó rồi, xong rồi. À đây, cái chỗ này vẫn rộng quá các bạn ơi. Đặt nốt cái miếng nữa đây đi. Đó, thế là xong rồi nhé các bạn. Đỡ phải đặt cháp, mất thời gian ra. Tôi cứ đặt liên thanh mà nó cắn là nó sẽ cắn cộng một lần, là cắn mất 3 cộng một lần ấy. Bây giờ thì ngủ thôi. Đặt cái giường ra đây để chúng ta ngủ luôn. Chứ không mang X10 mà. Ui, cảnh báo này, cảnh báo không được ngủ gần thú nguy hiểm này. Đi xa xa ra một tí. Đây. Ngủ đây được này. Nó mất cái dòng cảnh báo ở bên trên góc màn hình thì nó sẽ cho các bạn ngủ. Này phải xây lều thôi. Đó. Là đập một ít rát. Xong rồi hái phi bờ. Chết rồi, tôi quên không làm cái cần gạt. À đâu, cái gì nhỉ? Cái liềm. Cái liềm mới hái phi bờ nhanh lắm. Hái một tí ở đây phi bờ. Hái bằng tay lâu lâu. Có khi làm thêm cái liềm nữa. Sắp tới phải đi thêm mấy cái hang hunter cơ. Tại tôi đi làm nhiều quá ấy. Không có thời gian đi hang ở nhà chơi game ấy. Đó nên là không có đồ VIP. Vẫn phải dùng đồ chi tin đi này. Ba đồ. Quần áo mới cả găng hết. Chứ tôi đâu có giày gì đâu. Ui, sợ là bị văng ra lắm. Game này thỉnh thoảng nó có mấy con thú bị văng ra mà. Đây này. Vẫn thiếu. Thiếu gỗ. Ú má. Thiếu gỗ các bạn ạ. Thì kênh của mình vừa bị ăn 8 cái bản quyền các bạn ơi. Thế là tôi phải xóa hết 8 cái video này luôn. 8 cái video tem Arosaurus rồi này, tem con gấu rồi. Tem các thứ nữa. Nói chung nó bị ăn nhiều bản quyền lắm. Thế nên tôi xóa hết đi luôn rồi. Đăng lên phát bị ăn luôn, nhưng mà tôi không biết mà, tôi không để ý mà. Thế là bây giờ phải xóa đi 8 cái video liên tiếp luôn các bạn ơi. Ui, nó nhìn đùi à. Tôi sợ cái này bản quyền nữa, chắc là tôi đăng cho các bạn xem xong là tôi cũng xóa. Đó, giờ chúng ta sẽ đặt giường lên này. Đặt mấy khung này vào này. Đấy, xong rồi. Giờ đi ngủ thôi. Có bắt buộc phải đặt mái nhé, chứ đừng không phải đặt mỗi khung là xong đâu. Đấy, hết cả nước. Ngủ xong là ra bắn nó. Ui, đúng đến trời tối luôn. Trời tối khu vực băng này khó nhìn lắm. Đây, cho con chim ra gần đây. Nó mà cắn họng cổng đá tôi còn bay nên con chim nó chạy được. Chứ không thì hơi căng. Mày 80k máu. 80k máu. Ừ, không cắn nữa. Đơ à. Con này nó bị thiểu lăng hay sao nhỉ? Chạy kìa. À không, chưa chạy đâu. Cắn cái cổng đấy, tôi biết ngay mà. Anh ơi. Sợ con Sida thế nhỉ? Tôi bắt nó chỉ yêu cho nó có thôi. Cần thiết tôi giết nó luôn thì còn được, chứ đâu phải là tôi bắt đâu. Bắn ngủ nó xong phát, mình cứ spam một đàn. Ui ôi. Ui, đây đây, cứ để nó cắn thì nó ổn này. Nó đỡ cắn vào một cái cổng. À, nó cắn chỉ là cắn vào một cái cổng thôi nhé các bạn. Nó chỉ tính đam một cái cổng thôi chứ nó không tính đam tầm 4-5 cái. Chứ con này ui lâu thế, 45k tôi bổ. Con này sát thương diện rộng mà. Nó mà cắn vào một cái chòm cổng này là hỏng hết tất cả 4-5 cổng cùng hỏng một lúc luôn đấy. Thế này là khó lắm, cái này nó cắn hỏng một cái còn đỡ. Nhưng mà thế này mà nó mà cắn xong quá là tôi không chạy đâu. Khỏi chạy luôn đấy. Nên các bạn tem con này cần phải cẩn thận nhé. Đây. Đó. Ui, nó có tính sát thương cái cổng kìa, thấy chưa? Nó tính một cái cổng luôn đấy. Đây này, nó trừ này. Đấy, còn 7.200 này. Ui, 6.800 này. Thốn thế. Ui. Ui, vết răng nanh luôn ạ. Khốn nạn rẻ rách này. Con này nó cắn như kiểu con... Ui, ui. Con Anosaurus ấy. Cái hiệu ứng vết thương sâu. Cắn đầu phát, trừ máu, hút máu. Làm chậm các kiểu. Ui, con này nó cắn cái hiệu ứng đấy của nó số lượng lớn sát thương luôn ấy. Bình tĩnh thôi anh ơi. Táp vừa vừa thôi. Cho người ta còn bắn. Mày 78k. Nó chưa chạy đâu, nó còn lâu nó mới chạy. Tôi phải bắn mòn tay mấy con này luôn ấy. Hiện tại là mình có khi là tôi phải
kiểu như là đặt mấy cái lò lung, ui rồi lò lung metan ở trên cái núi lửa để farm metan thôi, chứ mà farm metan ở bên dưới gốc này nó lâu lắm, nó kiểu nó lấy con diver đi chở metan về mỗi một lần được có tầm hơn 1000. Chưa tôi lên đấy tôi đặt tầm 4-5 cái lò lung ra tôi farm liên tục, một ngày nó phải được tầm 5-6 nghìn metan đúng rồi nhé các bạn. Thế nên là tôi có khi bắt xong con này tôi phải chuyển khuôn đồ. Ui ui rồi gãy xương rồi, cắn phát này thốn đấy, chết. Nhưng mà chết cái là tôi có cái giường rồi, cái giường cái hồi sinh ở tại kia ở chỗ ngay gần đây luôn, vẫn ra bắt được luôn hai cái giường cơ, một cái giường ở ngay đằng sau đó, một cái giường ở vừa tôi vừa mới đặt xong. Ở khu vực băng này tôi đặt nhiều giường lắm, thế nên là chết không no, spam ra tại chỗ luôn đó. Farm metan thì các bạn mang con Angino lên trên đấy các bạn farm là ok ngay, không xây giường, không đặt giường ở trên núi lửa được rồi, chỉ được đặt bên ngoài thôi. Đặt giường trên núi lửa nó kiểu nó bị cấm ấy các bạn ạ, không cho phép người chơi kiểu ngủ trên núi lửa ấy đó. Con kia thể nào tí cũng chết rồi mà xem, cứ đứng gần nó. Công nhận buồn ngủ thật đấy. Ui ôi, thôi. Mày cắn cái gì? Ôi. Hiện tại là mình đang ngồi gần cái quán đấy các bạn ạ. Thế này là nó ồn ồn, hơi ồn một tí. Chết này, đấy, tôi biết ngay mà đấy, ngu học. Đã bảo rồi, đừng có đi gần mấy con thiếu lăng làm gì. Nó cắn không thương tiếc luôn. Đây này, Janico này vào 75 này. Mày lấy một ít thịt của nó nhé các bạn. Cái con này mà tôi có x10 tôi tem nhanh lắm đấy, nhưng mà tí nữa tem bằng thịt thường cơ các bạn ơi. Không x10, không một cái gì hết, cho thịt thường vào ăn thẳng luôn, mớm cho ăn thẳng luôn, chứ không phải dùng như kiểu là bao nhiêu la khu tích các thứ đâu. Bởi vì tôi tem bằng cái cách của tôi là nó sẽ đơn giản hơn, nó sẽ như kiểu là nó không bị tụt cái turbo ri quá nhanh ấy. Nó 76 cả máu rồi này, bắn chai cả tay rồi đấy. Bao nhiêu rồi? 20k thì bắn thêm 41 viên đạn, bắn 41 viên nữa là hết, là nó ngủ nhé các bạn. Đó, con chim của mình ở đây rồi. Tí nữa mà cắn hỏng cậu mà tôi ra cái chỗ con chim tôi chạy được, chứ mà không có chim mà để chạy bộ mới nó thì đây bắn cái nỏ cho nó nhanh nhé các bạn. Đấy, nếu mà có cái cung 2 giây nó táp còn nhanh hơn. Cung 2 giây tôi táp liên tục 5-6 viên một lần kìa, ghê lắm. Tôi bố nó lẩy một phát lên mấy nghìn. Có phải chắc là phải đi hang Zeti rồi. Hang Zeti chắc là tôi auto trong đấy tầm 5-6 lần nó ra vài cung ngon ngay mà. Cung đam càng to càng tốt, bắn cho dễ. Người ta chỉ đem được những con như kiểu Huygan với cả những con T-Rex thôi, còn nào máu trâu ấy. Còn cái con như kiểu mấy con đông máu thấp mà tem chỉ tem vào khẩu súng lông lách thì thôi nhé các bạn. Khẩu lông lách này chuyên tem những cái con thú mà có HP thấp ấy. Mày 74 cả máu rồi. Ui đừng cắn chỗ đấy em ơi, hỏng cộng giờ. Quay ra này cắn này. Ngu thế nhỉ, nó cứ cắn một chỗ này. Buồn ngủ lắm rồi đấy các bạn ơi. Bắn mòn cái tay. Ừ má. Bắn chai cái tay rồi đấy, nó sẽ cắn sắp tổng cộng rồi các bạn ạ. Chạy đi đâu, bắn còn đúng 72k máu các bạn ạ. Chạy của tao cái, chạy đi. Mày, tao đã bắn mòn cái tay rồi đấy, bắn còn đúng 16 viên đạn các bạn ạ. Khốn nạn vãi trưởng luôn ý. Mày, chạy của tao cái nào. Sắp ngủ rồi, bắn phát nữa ngủ rồi. Ngủ. Ui lâu thế. Nè con này lâu thế nhở, ngủ đi em ơi, bắn mệt lắm rồi đấy. Đấy ngủ luôn nó. Ui dồi ôi turbo nó này, cho thịt vào cho nó ăn luôn nhé các bạn. Đấy đó, cho thịt vào. Ui turbo nó giảm kinh vãi trưởng, căng nhờ tôi không mang bình narcotic cơ. Thôi kệ mẹ nó, cho nó ăn thịt thường thôi, không có thịt đùi mà hơi khổ. Đây con này nhiều thịt lắm rồi, tôi sẽ ra chỗ đây cho nó ăn thịt luôn. Bây giờ mà đi farm thịt đùi thì hơi căng nhỉ. Một lần 1% thì nó phải ăn 99 miếng thì nó mới đủ.
Còn nếu mà ăn thịt đùi thì chắc là vài chục miếng rồi. Đấy là 46, 47 rồi. Nhanh hơn 49 rồi. Đó, tem bình thường mà các bạn không không có ít mà không tem bằng cái cách này thì ối rồi luôn đấy. Không tem được đâu, xác định là phải về nhà. Về nhà chế cung rồi chế các thứ mới ra tem lại từ đầu. Còn cái cách này chắc chắn sẽ thành công mà. 71 này, nhanh lắm. Tí là xong bây giờ. Giờ phá đi đã. Phá đi để chế lại cộng. Ui, cái nào cũng còn có 3000 này. 89, 90, nhanh chưa? Đó, thế là xong rồi nhé các bạn. Không sợ nó bị tụt turbo đâu. Turbo nó tụt thì nó cũng... Đó, xong rồi. 17k máu. Đó, thế là ổn rồi. Phá cộng đi đã. Cộng còn có 3000 máu này. Kiểu như là nó cắn, đấy nó cắn, anh em thấy không? Nó cắn là sát thương... sát thương vùng. Hỏng bao nhiêu cái cộng một lúc luôn. Đây, tôi sẽ xây này cộng. Phá hết đi đã. Phá hết đi, nguyên liệu nó còn nguyên mà. Các bạn chơi ở chế độ casual nó sẽ không bị thiệt đâu. Đó, thế này là anh em nào muốn chơi bây giờ mà các bạn muốn chơi cái game này nó ổn định ấy. Ui, vẫn thiếu à? Thì các bạn nên chơi chế độ casual. Đó. Còn mấy cái chế độ kia nó nhanh lắm. Nó nhanh như XP như kiểu là chế độ easy mà các bạn chơi hardcore ấy. Nó lên level 100 trong đúng 2 tuần. Đó, là các bạn tem được con Titan trong đúng 2 tuần luôn. Ui giời ơi. Thế nên là tôi khuyên các bạn nên chơi chế độ casual. Vừa ổn, vừa lâu dài. Mà nó sẽ kiếm được Amber nhá. Đây rồi, cho đi theo mà ra kia chơi thử mấy con thú cho nào. Đâu rồi, có con gì không ta? Thẳng về hướng này, đây thì có mấy con voi này, này. Lên em ơi. Tiger phát nào. Nhanh cực kỳ luôn ý. Cắn đi, cắn đi. Yếu thế. Ôi giời, cắn mãi không chết kìa. Thường là Titan, Titan bình thường nó cắn mạnh lắm đấy, nó cắn một phát, hai phát là chết. Nhưng mà con này nó bắt xong rồi nó phế, ơi nó phế luôn ấy. Phế vật thật sự luôn. Ui, cắn không biết bao nhiêu phát rồi ạ. Kia, 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 con T-Rex đấy kìa. Đơm nó đi em ơi. Ui giời, ui. Cũng được nhỉ, nhưng mà vẫn hơi phế. Nhưng mà nó đi nhanh lắm nhé các bạn. Được đùa luôn, nó bay, nó đi nhanh hơn ngang cả con... ngang con đại bàng của tôi đấy. Đấy, nó đi ngay sau lưng luôn này. Nhanh phết, chả đùa đâu. Các bạn thấy không? Đừng đùa với con này nhé các bạn. Nhưng mà nó có cái yên vào rồi, phát là nó đi chậm hẳn đi luôn. Chả hiểu. Đó, cái chân của nó đi nó cứ giật giật nhé. Nó không chuyển động luôn. Con này nó bị lỗi mà. Chân nó đi nó không chuyển động, nó là nó kiểu nó bị lỗi ấy. Bên bản ARK Mobile nó bị lỗi, còn PC tôi xem người ta bắt Gigan ấy. Nó không bị lỗi đâu. Con Gigan với cả con mà con gì ta? Cái con gì nhỉ? À không, có một con Gigan này bị lỗi rồi. Đó. Ra đây em ơi. Chạy khá là nhanh luôn. Ok thì video của mình đến đây thôi. Nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ ấn nút like và đăng ký để video ủng hộ mình nhá. Ok. Bye anh em.